Mời mọi người xem tiếp tập 148 của bộ truyện Toàn cầu băng phong, ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Đám người học sinh bắt đầu bàn tán ồn ào. Một anh chàng phía sau nói, chẳng trách Lý Dũng muốn bỏ chạy đầu tiên, nhưng lại là người chết nhanh nhất. Anh chàng phía bên cạnh hỏi anh chàng đưa ra ý kiến kia, bây giờ chúng ta phải làm sao, có nên nằm xuống sàn nhà giả chết như hân hân không? Anh chàng này suy nghĩ một hồi liền nói, nằm giả chết cũng không an toàn, không ai biết được con quái vật này có đang chơi đùa chúng ta hay không. Anh chàng bên cạnh lo lắng hỏi tiếp, "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Trong khi những người này đang lo lắng suy nghĩ phương án, thì một số người đã thi nhau chạy trốn, mỗi người một nẻo chạy trốn khỏi sự truy đuổi của con mèo biến dị. Anh chàng này cũng không do dự nữa, liền thông báo với mọi người xung quanh, "Nhanh lên, đi mau, chúng ta phải rời đi ngay lập tức, trước khi thu hút đến sự chú ý của con quái vật." Anh chàng này liền nói tiếp, nếu chúng ta còn tiếp tục ở đây, tất cả mọi người đều sẽ bị nó giết. Chúng ta phải ra ngoài tìm cô lương trở về, nếu không thì toàn bộ mọi người đều sẽ bị nó giết chết. Đám người học sinh nghe xong thì có chút do dự, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Sau câu nói ấy tất cả học sinh đều tháo chạy, bỏ lại anh chàng bị con mèo biến dị tấn công làm bị thương. Anh chàng bị thương nặng này nằm dưới đất nhìn thấy liền lớn giọng cầu cứu, "Cứu tôi với, mọi người giúp tôi với, mọi người đừng có bỏ tôi lại." anh chàng nằm bệt dưới sàn nhà thấy mọi người không dừng lại giúp mình liền nói tiếp cầu xin mọi người đấy hạo thành vũ tiêu nhiên chúng ta không phải là anh em tốt sao câu nói của anh ta khiến tất cả mọi người dừng lại nhưng không được vài giây đám người này không chút do dự mà tiếp tục tháo chạy tên bị thương nặng nằm dưới đất liền chơi xấu không cứu ta thì ta cùng chết chung anh ta chỉ hướng tới đám người học sinh đang bỏ chạy và hô lớn mau nhìn chỗ kia kìa bọn chúng muốn bỏ chạy bọn chúng muốn bỏ chạy kìa anh chàng xấu số này bị thương rất nặng nhưng vẫn cười đắc ý. Anh ta cười lớn và nói: "Tôi chết thì các người cũng đừng hòng sống." Đám người này cố gắng tháo chạy. Mấy tên này thầm nghĩ: "Đúng thật là đáng chết mà, chết thì chết một mình đi, còn muốn kéo người khác theo làm gì? Sống thì phải có ích một chút đi chứ." Con mèo biến dị sau khi nghe được âm thanh của anh chàng nằm dưới đất kia, liền quay lại nhìn, thấy đám người này đang tháo chạy. Chú mèo biến dị liền lao tới tấn công những người đang bỏ chạy tên bị thương nằm bệt dưới đất vui cười và nói tất cả đừng hòng sống sót đừng hòng có thể sống sót muốn chết thì chúng ta cùng chết con mèo biến dị tấn công những người đang chạy phía bên kia một nhóm người phía sau lưng chú mèo biến dị nhân cơ hội bỏ chạy nhóm ba người này chạy một cách nhanh chóng liền đã ra khỏi được phòng thể chất anh ta đắc ý nói thật là ngại quá muốn chết thì ngươi tự mình đi chết đi so với việc tất cả mọi người chết thì không bằng chỉ các người chết thôi thì tốt hơn anh chàng chạy phía sau vui vẻ nói Thành Vũ, cậu thật là thông minh, bảo mấy tên kia đi thu hút sự chú ý của con quái vật kia, sau đó chúng ta nhân cơ hội liền chạy ra ngoài." Anh chàng Thành Vũ khẽ cười quay đầu lại nói, "Cái thứ đó, tôi thấy nó giống như một con mèo bị biến dị từ lâu rồi." Anh ta nhìn đám người học sinh bị con mèo biến dị tấn công ở trong phòng thể chất, anh ta nói tiếp, "Mèo thì rất thích chơi đùa, con mồi sau khi bị bắt sẽ bị nó chơi đùa tới chán rồi mới ăn, hơn nữa trừ khi nó cực kỳ đói, không thì nó sẽ không có hứng thú với chuột chết." phía bên trong phòng thể chất đám người còn sót lại bên trong cũng học theo nhóm người thành vũ nhân lúc con mèo biến dị không chú ý liền tháo chạy qua đằng sau lưng nó con mèo biến dị này cảnh giác liền nhận ra con mèo biến dị dứt khoát dùng đuôi tấn công một đòn kết liễu thật nhẹ nhàng đến từ phía mèo biến dị cô gái ở bên cạnh vì quá sợ hãi chân tay sợ đến mức không thể động đậy cô ấy ngồi bệt xuống sàn nhà và khóc cô bịt tai lại và hét lên ai đó cứu mạng với có một giọng nói từ đâu đó vang tới Quái vật đáng chết, không được làm học sinh của tao bị thương." Con mèo biến dị nghe thấy liền quay sáng hướng âm thanh vang tới. Một cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp, trên tay cô cầm một thanh kiếm đầy quyết đoán. Mọi người thấy cô gái trở về liền vui mừng hô lên, "Cô Lương, cô Lương đã trở về." Cô giáo tên Lương này liền giơ thanh kiếm lên trong sự sợ hãi, tay cô cầm kiếm không khỏi run rẩy làm thanh kiếm lung lay theo. "Không vì sự sợ hãi mà để con mèo biến dị làm bị thương học sinh của mình." cô lương liền nhanh chóng cầm thanh kiếm xông tới con mèo biến dị cô lương dứt khoát tung một chém như những kiếm sĩ thực thụ con mèo biến dị không phải dạng vừa nó liền nhảy lên cao né tránh đòn chém của cô lương cô lương nhìn thấy học sinh của mình nằm bất động dưới sàn nhà mà tự trách bản thân con quái vật này rốt cuộc là phải làm như thế nào thì nó mới chịu dừng tay cô lương dương kiếm lên phía con mèo biến dị và tự nhủ đánh nhau với nó ở đây chỉ liên lụy đến nhiều học sinh còn sống khác mình phải dẫn dụ nó ra ngoài trước rồi tính sau